Số 316. Phật Thuyết Đại Thừa, Bồ Tát Tạng Chấp Pháp Kinh, Quyển 4. Phẩm 1. Truyện Giả Hường Hộ. Phần 4. Đức Phật bảo, này các trưởng giả, tất cả các pháp không quán, không phải không quán. Vì sao? Vì lìa sinh trụ diệt, tất cả pháp không chuyển không tạo tác. Vì là lìa tâm ý thức, tất cả pháp trói buộc vào duyên, là vì tự tánh không sức lực. Lại nữa này các trưởng giả, mắt là do bốn đại tạo thành, không thường, không có sức mạnh, lại không rốt ráo, là pháp không chắc chắn, không sức lực, là pháp mau chóng mục nát. Cho nên không thể tin, nhiều khổ não, tập hợp nhiều thứ bệnh tật. Thế nên này các trưởng giả, ý không có nương tựa cũng không tạo tác. Tai mũi lưỡi thân ý cũng là như vậy. Do bốn đại tạo thành, không thường, không sức lực, nên không rốt ráo, không chắc chắn, không sức lực, là pháp mau chóng mục nát. Cho nên không thể tin, nhiều khổ não tập hợp, nhiều bệnh tật. Thế nên này các trưởng giả, ý không có nương tựa cũng không tạo tác. Này các trưởng giả, các pháp này nên học như vậy. Mắt này như bọt nước không có bền chắc, mắt như bong bóng nước không có lâu dài. Mắt như sóng nắng, sinh từ nghiệp phiền não khác ái. Mắt như cây chuối, tự thể không thật. Mắt như huyễn hóa, khởi từ điên đảo. Mắt như giấc mộng, thấy từ hư vọng. Mắt như tiếng vang, bị trói buộc vào duyên. Mắt như hình bóng, do nghiệp đối dối hiện. Mắt như mây nổi, tan trong chốc lát. Mắt như điện chớp, biến, diệt trong khoảnh khắc. Mắt này không chủ, cũng như đất. Mắt này vô ngã, cũng như nước. Mắt này không chúng sinh, cũng như lửa. Mắt này không thọ, cũng như gió. Mắt này không nhân, cũng như hư không. Mắt này không thật, bốn đại là nhà. Mắt này là tánh không, lìa ngã và ngã sở. Mắt này vô tri, như cỏ, cây, ngói, đá. Mắt này không tạo tác, bị sức gió chuyển động. Mắt này là không, đầy dẫy bất tịnh. Mắt này hư ngụy, tuy được lau rửa trang sức, nhưng rốt cuộc cũng bị tan hoại. Mắt này như gò, như giếng, bị già bất bách. Mắt này rốt ráo không biên tế, đều quy về chỗ chết. Này các trưởng giả, các ông nên biết, mắt đã như vậy, nên tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như thế. Nói tóm lại, nên biết tất cả pháp cũng như vậy. Các kẻ ngu dị sinh, đối với tất cả pháp dục liền sinh chấp trước, khiến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đắm trước vào sắc thanh hương vị xuất pháp. Lại nữa, đối với sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, cho đến ý thức giới, pháp giới, ý thức giới, địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới, chúng sinh do đắm trước vào các pháp này, cho đến đắm trước vào danh tướng hữu vi, vô vi. Thế nên này các trưởng giả, các ông chớ sinh ái trước vào các pháp dục ấy, chớ sinh tham đắm chấp trước vào vợ con, nhà cửa, tiền tài, châu báu, mà phải phát lòng tin thanh tịnh xuất gia. Khi đã xuất gia rồi thì không còn sinh dục lạc nữa, do không còn dục lạc đó cho nên được đầy đủ tịnh giới, tu trì ba la đề mộc xoa thanh tịnh, viên mãn tất cả các phép tắc oai nghi, cho đến tội nhỏ cũng phải sợ. Này các trưởng giả, nếu học như vậy thì sẽ được đầy đủ giới uẩn. Khi được đầy đủ giới uẩn rồi thì mắt tai, mũi lưỡi, thân ý không còn chấp vào sắc thanh hương vị xúc pháp nữa. Không chấp vào sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, không chấp vào nhãn giới, thức giới, nhãn thức giới cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới. Không chấp vào địa giới, hỏa giới, thủy giới, phong giới, không giới, thức giới. Nói tóm lại, không chấp vào tất cả các pháp. Do không chấp trước cho nên không bị giảm mất. Pháp nào không bị giảm mất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc thanh, hương vị, xúc pháp không bị giảm mất. Sắc uẩn, thọ uẩn, hành, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn không giảm mất. nhãn thức giới cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới không giảm mất. Địa giới, tùy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới không bị giảm mất. Nếu các pháp này không giảm mất thì không có nhiễm ô. Do không nhiễm ô cho nên mau chóng được khinh an. Pháp nào là khinh an? Là không sợ kiến. Nếu không sợ kiến thì hướng đến tất cả. Không có một pháp nhỏ nào làm chướng ngại. Nếu không chướng ngại thì không hại chính mình, không hại người khác, không hại mình và người. Do không hại cho nên tâm không bị hoại. Vì thế nên có khả năng nhập vào vô di y thanh tịnh niết bàn.
Lại nữa này các trưởng giả, nói nhập, vậy nhập vào cái gì là không phải mắt sở nhập, không phải tai, mũi, lưỡi, thân ý sở nhập. Lại nữa này các trưởng giả, nếu chấp rằng mắt thành từ duyên, thì là chấp vào ngã và ngã sở, do vậy lìa xa niết bàn. Sao gọi là lìa xa niết bàn? Vì tham cho nên lìa xa niết bàn, vì sân cho nên lìa xa niết bàn, vì si cho nên lìa xa niết bàn, vì vô trí cho nên lìa xa niết bàn. Này các trưởng giả, người vô trí không lìa quá khứ, không lìa vị lai, không lìa hiện tại, vô trí quyết định lìa trí sở sinh. Sao gọi là trí? Là vô tận trí. Sao gọi là tận trí? Là quá khứ vô tận trí, vị lai vô tận trí, hiện tại vô tận trí. Duyên pháp vô trí lìa trí sở sinh, vô trí lìa trí ấy, tức là mắt tự duyên lìa trí sở sinh. Nên mắt là vô ngã, nếu vô ngã thì không có chấp thủ, nếu không chấp thủ thì là không xả, nếu không xả thì là giải thoát. Sao gọi là giải thoát? Là giải thoát ngã chấp, giải thoát chúng sinh chấp, giải thoát thọ giả chấp, giải thoát nhân chấp, giải thoát đoạn thường chấp, giải thoát tất cả chấp, giải thoát phân biệt chấp. Khi đã không còn phân biệt thì không còn năng phân biệt và sở phân biệt, pháp không phân biệt cũng không lìa phân biệt. Sao gọi là không phân biệt? Là không còn phân biệt ngã và ngã sở. Nếu không còn phân biệt ngã thì không còn lấy bỏ. Nếu không còn lấy bỏ thì là nhập vào giải thoát. Lìa pháp, lìa trói buộc, hoặc pháp không phải lìa trói buộc, cả hai đều được xuất ly. Sao gọi là lìa? Là lìa tất cả khổ. Này các trưởng giả, các ông nên cầu pháp xuất ly như vậy, nhưng đối với pháp ấy không có pháp nào có thể chấp thủ. Vì sao? Vì còn chấp thủ thì còn sinh sợ hãi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm rõ nghĩa trên, bèn lặp lại kể rằng, nếu còn chấp pháp thì còn sợ, do sợ nên đọa vào đường ác. Nếu thấy nhân sợ hãi như vậy, do biết pháp có nên chấp thủ, nếu đúng như lý quán chánh đạo, ánh sáng trí tuệ phá tối tâm, do thấy được trí tuệ thù tánh, nên biết dị tánh không thể được, phải nên quán kỹ các không xứ, vận động hư giả lại không thật, trong đó chớ chấp môn an lạc, thế gian hư cuồng vì khắc ái. biết rõ như thật đối pháp không, biết các pháp không đều không thật, ta được an lạc lìa khổ não, cũng được không lòng vui tối thượng. Nếu hay hiểu rõ đúng như vậy, thì biết tất cả pháp đều không, do vậy thoát khỏi các nhân khổ, tranh cãi từ đâu mà xảy ra. Bởi do dục vọng sinh chấp trước, vì chấp nên sinh các phiền não. Chấp đó chính là tên của thủ, do thủ cho nên sinh ba hữu. Vì hữu có sinh nên luân chuyển, chấm dứt ba hữu tức không sinh, pháp già bệnh chết cũng không có, rốt ráo không thọ khổ vô thường. Nên biết không dục thì không thủ, do không thủ nên không ba hữu. Nếu như hữu dứt tức không sinh, khổ già bệnh chết đều không thọ. Thế nên này trưởng giả các ông, đồng phát xả ly tâm chấp trước, bởi các quyến thuộc nhân thương yêu, mau chóng thành tựu tướng bí xô, biết rằng tài lợi các mong muốn, phải cần sinh tâm biết vừa đủ, tùy chỗ khiêm cung khởi hạ tâm, hướng đến mọi người tăng thiện lợi, chớ khởi ý chấp ta giữ giới. Chớ xem người là kẻ phá giới, đối với giới tướng trì phạm ấy, chớ khinh chê người là phạm giới. Ví như nai rừng bị mắc bẫy, nên biết chính nó tự tổn hại, quỷ trói buộc tâm hại cũng thế, hủy người bị hại cũng như vậy. Người ngu sinh các ý tổn hại, khen mình che người tội rất lớn, người phá giới còn không hủy bán, huống là người trì giới phạm hạnh. Người học nên trên chúng đủ dụng trí, thường tu hành tịch tỉnh viễn ly, lìa bỏ thân mạng không luyến tiếc, lìa cần cầu pháp giải thoát tịch tỉnh. Các kẻ ngoại đạo và điển chương, căn bản không lợi đều xa lìa, ham thích chánh pháp rất thậm thâm, tiếng nói pháp ấy lý chân không. Nếu biết tâm căn bản xứ này, đó là trong ngoài 12 xứ, từ đó sinh khởi các nghiệp nhân,
nghiệp xứ cửu trụ gọi tư pháp, nhãn căn sắc cảnh hai thứ chuyên, nhãn thức sinh chuyên là ba việc, nếu không hòa hợp thì phá tan. Như không củi lửa nghĩa như vậy. Như vậy chỗ sinh tất cả pháp hòa hợp lẫn nhau nên có sinh, người tạo người nhận thảy đều không, chánh đạo thường hiện các tạo tác, các pháp trong ngoài được thành nhân. Các pháp trong ngoài được thành thân, trong đó nên biết pháp ngã không. Người ngu điên đảo tâm chấp trước, đối ngã ngã sợ không biết gì, trong mắt không pháp mà lại có, bên ngoài cũng lại không sợ đắc. Vô ngã vô tác vô thọ giả, nên biết các pháp cũng như vậy, không mắc biến tư dục giải thoát. Tai mũi lưỡi thân ý cũng vậy, sắc không chuyển vào không tạo tác, nên quán các pháp cũng như vậy. Như nước biển cả nổi cơn sóng, tạm nổi bọt nước nhưng không thật. Hãy quán kỹ mắt cũng như thế, không chắc không lực như bọt nước. Tự tánh năm uẩn giả hòa hợp. Như bọt nước kia không chắc chắn, giải thoát tất cả các phiền não và sinh già cùng các ưu não. Ta dạy các ông xuất gia rồi, hiểu rõ tất cả pháp như huyễn, không có lừa gạt tâm tính thí, lại hay cúng khắp mười phương Phật. Nghe Đức Phật nói chánh pháp thầm thâm, 500 trưởng giả được pháp nhãn tịnh xa lìa trần cấu, ngay ở giữa đường, ví như áo trắng dễ dính các màu khác. 500 trưởng giả này, ở nơi đây xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh cũng là như vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn lại vì 500 trưởng giả tuyên nói pháp yếu, chỉ dạy làm cho lợi ích an vui. Đức Phật dạy: Này các trưởng giả, mắt rất hừng hãy, sao gọi là hừng hãy? Là lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hãy, lửa sinh già bệnh chết lo buồn khổ não hừng hãy. Ta nói pháp này tự chịu khổ não. Tai mũi lưỡi thân ý hừng hãy cũng vậy, sao gọi là hừng hãy? Là lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hãy, lửa sinh già bệnh chết lo buồn khổ não hừng hãy. Ta nói pháp này tự chịu khổ não. Sắc trần hừng hãy, sao gọi là hừng hãy? Là lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hãy, các loại lửa thanh hương vị xúc pháp cũng là như vậy. Lại nữa, này các trưởng giả, sắc uẩn hừng hãy, sao gọi là hừng hãy? Là lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hãy, các loại lửa thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn hừng hãy cũng là như vậy. Nghĩa của 18 giới pháp cũng thế. Lại nữa, này các trưởng giả, địa giới hừng hãy, lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hãy, tuệ giới, họa giới, phong giới, không giới, tức giới hừng hãy cũng lại như vậy. Lửa tham, lửa sân, lửa si hừng hãy, sinh già bệnh chết lo buồn khổ não hừng hãy cũng vậy. Ta nói pháp này tự chịu khổ não. Lại nữa, này các trưởng giả, mắt không chấp thủ nên học như vậy, tai mũi lưỡi thân ý cũng không chấp thủ, sắc không chấp thủ, thanh hương vị xuất pháp cũng không chấp thủ và nên học như vậy. Lại nữa, này các trưởng giả, sắc uẩn không chấp thủ, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, hành uẩn, thức uẩn và 18 giới đều không chấp thủ và nên học như vậy. Lại nữa, này các trưởng giả, địa giới không chấp thủ, thủy giới, họa giới, phong giới, không giới, thức giới cũng không chấp thủ và nên học như vậy. Lại nữa, này các trưởng giả, giới này không chấp thủ, giới kia không chấp thủ và nên học như vậy. Lại nữa, này các trưởng giả, nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý không chấp thủ thì không có nương tựa, sắc thanh hương vị xúc pháp không chấp thủ nên cho nên đối với các xứ không có nương tựa. Lại nữa, này các trưởng giả, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và 18 giới không chấp thủ cho nên đối với uẩn giới ấy không có nương tựa. Lại nữa, này các trưởng giả, địa giới, thủy giới, họa giới, phong giới, không giới, thức giới vốn không chấp thủ cho nên đối với sáu giới không có nương tựa. Là nữa, này các trưởng giả, giới này giới kia không chấp thủ cho nên đối với tất cả thế giới không có nương tựa. Là nữa, này các trưởng giả, nếu tất cả pháp không chấp thủ thì đối với tất cả pháp không có nương tựa. Này các trưởng giả, tất cả pháp không sợ đắc cũng không phải không sợ đắc. Nếu có khả năng hiểu rõ không sợ đắc, không phải không sợ đắc thì có khả năng giải thoát sinh già bệnh chết
lo buồn khổ não. Ta nói pháp này là giải thoát các khổ. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lặp lại kể rằng, các thế gian này rất hần hãy. Hai lửa sinh tử đốt rồi sạch, kẻ ngu nhiễu não không ai cứu. Đạo pháp thánh tôn thường bất diệt, pháp nào làm ánh sáng thế gian, có Phật Như Lai nay xuất hiện. Sát na khéo quán môn chánh đạo, phát khởi tinh tấn thường kiên cố, thường quán các pháp không nương tựa, ánh sáng trí tuệ phá tối tâm, do thấy nên được tuệ thù thắng, nên biết dị tánh không thể được. Nếu hay quán sát không nương tựa, biết rõ tất cả pháp đều không, biết rõ pháp môn không như vậy, tâm bồ đề không, không sở hữu, nên biết các pháp tham sân si. Ba ngọn lửa này rất mãnh liệt, đốt sạch thọ mạng cả thế gian, thùy miên ngủ mãi, ngu không biết, tất cả sinh già và bệnh chết, lo buồn khổ não luôn bức bách, nên biết nhiễu não các thế gian, tất cả pháp ấy không nương tựa. Nghe Đức Thế Tôn nói chánh pháp như vậy, 500 trưởng giả tâm ý được sáng ra, liền bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con quyết được thiện lợi đối với pháp Phật, phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, lại ở ngay chỗ Phật đầy đủ tịnh giới. Khi ấy Đức Phật khen, lành thay các bí xô. Đức Phật vừa khen xong, râu tóc của các trưởng giả liền rụng, thân mặc ca sa thành tướng bí xô. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kể rằng, các ông thọ trì y ca sa, râu tóc tự rụng đều thanh tịnh, tay cầm bình bát tướng tròn đầy, tất cả đều thành A-la-hán, đã chứng quả rồi nương pháp sư, đều nói Ốt Đà Nam thanh tịnh. Ở trước hàng trời người đại chúng, viên mạng thanh tịnh tướng bí xô. Thuở xưa từng ở chỗ chư Phật, đều tu hành bố thí rộng lớn, một lời lành thay xin hoan hỷ. Mọi nơi đều tu các thiện pháp, nay được thấy ta xuất thế gian, phát tâm thanh tịnh càng tối thắng. Do tâm thanh tịnh tối thắng ấy, nên được nghe pháp tịnh tối thượng. Nghe Phật dạy rồi chứng thánh quả, xa lìa ngã kiến các chấp trước, hiện tiền pháp không ngộ phiên thành, đời này đã hết đều giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 316. Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh. Phẩm 2: Dạ Xoa Vô Số. Khi hóa độ 500 trượng giả ở giữa đường sông, ngay nơi ấy Đức Thế Tôn an nhiên suy xét rồi mới vào thành Đại Thành Vương Xá. Lúc đó các hiền thánh trong Đại Thành Vương Xá có đại Dạ Xoa tên là Vô Bố nghĩ như vậy, gặp Đức Thế Tôn rất là khó. Nay ta nên đem các món ăn ngon dâng cúng Thế Tôn. Nghĩ thế rồi, Dạ Xoa Vô Bố đem thức ăn sắc, hương vị, xúc thanh tịnh đầy đủ dâng cúng Thế Tôn. Vì lòng thương xót Dạ Xoa Vô Bố, nên Đức Thế Tôn nhận sự cúng dường ấy. Khi Đức Thế Tôn thọ trai xong, tức thời trong hư không có 68.000 các chúng Dạ Xoa tán thán, hay thay, hay thay. Tiếng tán thán tùy hỷ ấy vang khắp tất cả hư không giới. Lúc đó Dạ Xoa Vô Bố bảo các Dạ Xoa trong chúng hội mình rằng, ta đã đem các món ăn ngon thượng diệu dâng cúng Đức Thế Tôn rồi. Và nay các ông nên dâng cúng thức ăn thanh tịnh lên chúng bí xô. Nhờ công đức cúng dường ấy, trong nhiều kiếp các ông sẽ được lợi ích an lạc. Nghe Dạ Xoa Vô Bố nói thế, các chúng Dạ Xoa đều dâng cúng các món ăn ngon lên chúng bí xô. Vì lòng thương xót chúng Dạ Xoa, nên chúng bí xô liền thọ nhận các món ăn ấy. Sau khi Đức Thế Tôn và chúng bí xô thọ trai xong, lần lượt đi vào Đại Thành Vương Xá, đồng thời có vô số thiên chúng chư thiên, vô số chúng Long Vương, vô số chúng Càn Tất Bà, chúng Atula, chúng Kalola, chúng Khẩn La La, chúng Ma Hầu La Già, chúng nhân và chúng phi nhân, và vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh vây quanh đi theo Đức Thế Tôn. Khi chưa đến Đại Thành Vương Xá, Đức Thế Tôn trước đến một chỗ rộng lớn,
trải tòa thù thắng vi diệu, rồi ngồi lên tòa ấy. Lúc đó Dạ Xoa Bồ Bố đem hoa mạng Đà La vi diệu của chư thiên, hoa U Bát La, hoa Bát Nột Ma, hoa Câu Mẫu Đà, hoa Bôn Noa Lợi Ca và bột hương chiên đàn vi diệu lại lên cúng dường Đức Phật. Hoa rải đó được rải khắp, rải đều và rải tung ra mọi nơi, rải rồi đứng chắp tay trước Đức Phật. Biết được thâm tâm của Dạ Xoa Vô Bố và các chúng Dạ Xoa, tức thời Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn thù thắng vi diệu. Pháp thường của chư Phật từ xưa đến nay, hệ phóng ánh sáng là có đầy đủ vô số các loại màu sắc, từ miệng phóng ra xanh vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, biếc. Ánh sáng chiếu khắp vô biên thế giới, che cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ánh sáng ấy dưới chiếu thấu địa ngục, trên chiếu tận phạm thế. Ánh sáng chiếu khắp các nơi rồi trở lại nhiễu quanh bên phải Đức Phật bảy vòng, rồi nhập vào đảnh, hoặc nhập vào vai, hoặc nhập vào đầu gối. Pháp thường của chư Phật Thế Tôn từ xưa đến nay, nếu thọ ký chúng sinh ở địa ngục thì ánh sáng nhập vào hai chân của Phật. Nếu thọ ký cho loài bàn sinh thì ánh sáng nhập vào sau lưng. Nếu thọ ký cho loài ngạ quỷ thì ánh sáng nhập vào phía trước. Nếu thọ ký cho loài người thì ánh sáng nhập vào phía bên trái. Nếu thọ ký cho chư thiên thì ánh sáng nhập vào phía bên phải. Nếu thọ ký cho hàng thanh văn thì ánh sáng nhập vào đầu gối. Nếu thọ ký cho duyên giác thì ánh sáng nhập vào vai. Nếu chư Phật Thế Tôn thọ ký chánh đẳng chánh giác cho hàng Bồ Tát thì ánh sáng nhập vào đỉnh đầu. Thấy Đức Thế Tôn phóng ánh sáng thanh tịnh rộng lớn, Tôn giả A Nan bày vai phải, cô phải quỳ sát đất chắp tay hướng lên Đức Phật nói kệ rằng: Hôm nay Thế Tôn vì nhân gì phóng ánh sáng lớn chiếu khắp nơi, muốn làm lợi ích cho thế gian, hiện ánh sáng này vì lý gì? Ai người hôm nay trồng giống thánh, nghe nhân bồ đề lớn của Phật, người nào hôm nay được thọ ký, người nào an trụ quả giải thoát, đại trí phóng quang chắc có nhân, vì muốn điều phục hiện ánh sáng, phóng ra hào quang để khai sáng, vì sao Thánh Tôn hiện ánh sáng? Khi ấy Đức Thế Tôn nói kể rằng, có một Dạ Xoa tên Vô Bố, vì lòng tin Phật cúng thức ăn, phát tâm thanh tịnh thật tối thắng. Thế nên nay ta hiện ánh sáng, sau khi Dạ Xoa này mạng chung, liền được vãng sinh trời Đao Lợi, khi thọ mạng cõi trời đó hết, sau sẽ sinh vào Dạ Ma Thiên. Dạ Ma diệt rồi sinh đau suất, vì du dục trần tạo nhiễm nghiệp, trở lại sinh vào cõi nhân gian, sẽ được làm vua đủ thần lực, làm chuyển luân vương chúa mọi người, giúp bốn đại châu được tự tại, thọ mạng hết rồi sinh trở lại, ở trong phạm thế thọ thắng báo. Trải qua 20 câu chi kiếp, thường được tất cả sự tính kính, ở trên cõi trời hay cõi người, tới lui qua lại hưởng các vui, về sau xả bỏ ngôi vương vị, với lòng thanh tịnh tinh xuất gia. Đối với duyên giác diệu bồ đề, đạt được quả rốt ráo như vậy, đã trải qua 30.000 đời, bỏ thân Dạ Xoa ấy vô số, sau sinh trở lại trời Đao Lợi, cung kính chư Phật làm Phật sự, sẽ được diện kiến Phật Di Lặc. Lúc đó Dạ Xoa liền đạt được quả A-La-Hán chứng viên thành, cúng dường thanh tịnh Phật Đạo Sư, sau mãn 1.000 đời Dạ Xoa, an lập vô thượng đại bồ đề. Do đã từng sinh các thiện căn, vĩnh viễn không còn đọa đường ác, hoặc lại gặp được ngàn Đức Phật, tôn trọng cung kính nhân trung tôn, vì cầu vô thượng đại bồ đề, lợi ích tất cả các chúng sinh, hoặc 2-3.000 đời Dạ Xoa, dùng tràng hoa dâng lên cúng dường. Vì Phật bồ đề nhân tối thượng, ngàn câu chi kiếp cúng dường Phật, thứ đến thanh tịnh quán thân mình, sau lại tôn kính Phật bồ đề. Dạ Xoa có con tên Đại Sơn, thọ thân Dạ Xoa đủ thần lực. Dạ Xoa Đại Sơn phát tịnh tâm, con nguyện sẽ thành được quả Phật. Sau thường cung kính Phật Thế Tôn, dù ở nơi nào phát nguyện lớn, nay thấy ta rồi khởi cúng dường, phát sinh tâm bồ đề tối thắng, sẽ dùng vào các căn lành này. Xa lìa ba đường các nẻo ác, sẽ thấy Phật Thế Tôn Di Lặc cúng Phật trăm ngàn bảo cái đẹp,
cúng bảo cái rồi lại tịnh tâm, cúng Phật trăm ngàn y phục đẹp, cúng dường rộng lớn như vậy rồi, sao lại phát tâm cầu xuất gia? Trong 500 năm khởi tinh tấn, thanh tịnh tu trì các phạm hạnh, vì cầu vô thượng đại bồ đề, lợi ích tất cả các chúng sinh. Nhờ duyên tối thượng như thế đó, đồng tu bố thí hạnh trì giới, lượng như hằng hà xa chỗ ấy, số ấy, trong bao nhiêu kiếp rộng tu hành, qua bao nhiêu kiếp ta đã biết, nói ra những gì ta thấy biết, sau đó tu hành trải kiếp số, ngoài ta ra không ai nói được. Như trước đã nói trong thí dụ, số lượng như là hằng hà xa, đã thấy vô số Phật Thế Tôn và luôn tôn kính chư Phật ấy, là thay bậc đại trí, thắng trí. Tâm rộng lớn không có ai bằng, rộng tu cúng dường các đức Phật, lợi ích chúng sinh số rất nhiều, sau sẽ thành Phật Đại Thánh Tôn, tất cả thế gian không ai bằng. Dạ xoa Đại Sơn sẽ thành Phật, hiệu Ngài là danh Sơn Y Vương. Đã qua 70 câu chi năm, khắp vì chúng sinh tuyên chánh pháp. Trong hội Phật danh Sơn Y Vương có 20 câu chi chúng hội. Trong chúng hội ấy đã phát tâm, tất cả sẽ tu hành bố thí. Sau tăng thêm số chúng bí xô, đủ số đủ 21 câu chi. Ở trong đại chúng hội lớn này, có đủ vô lượng chúng thanh văn. Các chúng thanh văn ở hội ấy, thì đều hướng đến đại bồ đề. Phật ấy lợi ích các chúng sinh, hóa sự châu viên sẽ nhập diệt. Lúc đó chánh pháp trụ thế gian, tồn tại mãi trong trăm ngàn năm. Trong 500 kiếp được đầy đủ, có Phật và cả chúng bí xô, sau đó lại trải qua một kiếp, hoặc là trải qua 1000 kiếp. Bậc trí xuất hiện độ thế gian, khiến họ thân cận nơi pháp Phật. Nói về điều thiện ý ham thích, đa văn kiên cố là tối thượng, trừ tất cả tâm không kiên cố, thường luôn bền vững khéo quán sát. Tuyên nói những vị có đa văn, vị ấy hay tăng trưởng thắng tuệ. Bốn pháp căn bản môn chánh nghĩa là chỗ quy hướng của Bồ Tát, đó là thí giới văn và xã. Đối Bồ Tát Đạo rất hiền thiện, tuyên nói Bồ Đề môn chánh đạo, trong tối thắng thừa càng vô thượng, đã có tuyên nói đạo thanh văn. Trừ đoạn lưới nghi được hiền thiện, rộng làm lợi ích các chúng sinh, tập hồng ánh sáng chiếu khắp nơi, Phật xuất thế là ánh sáng lớn. Nên biết tối thượng rất khó được, tuyên nói diệu pháp thật thầm thâm, lợi ích khắp tất cả thế gian. Lúc đó Dạ Xoa Đại Sơn suy nghĩ, hôm nay Đức Thế Tôn đến núi Thứ Phong, trong đại thành Vương Xá. Vậy nay ta nên đến chỗ Đức Thế Tôn gieo trồng chút ít căn lành. Nghĩ thôi rồi Đại Sơn liền bảo các Dạ Xoa trong chúng hội mình rằng, này các nhân giả, các vị nên biết, Đức Thế Tôn sắp đến núi Thứ Phong, trong đại thành Vương Xá, các vị nên phát tâm, siêng năng, dũng mãnh tùy theo khả năng cúng dường Đức Thế Tôn. Nói rồi Dạ Xoa Đại Sơn cùng với quyến thuộc từ đại thành Vương Xá, đi đến núi Thứ Phong, trên đường đi đều được dọn dẹp đất đá, ngói, gạch, sạch như tấm gương sáng. Còn ở giữa đường được rảy nước hương thơm thanh tịnh, là dùng y vi diệu trải nối nhau liên tục trên con đường ấy. Là cũng trên con đường ấy, được sắp xếp mọi người tung trải hoa vi diệu trang nghiêm. Đủ loại tràng phan bảo cái, là đặt các bình báu đựng nước hương thơm thù thắng vi diệu. Các lưới báu dang dài, các mắt lưới được cài các hoa, anh lạc, lại ở trên hư không, trỗi lên các loại âm nhạc vi diệu, rải thẳng một đường dài bằng các loại hoa như hoa ưu bát la, hoa câu mẫu đà, hoa bôn noa lợi ca. Ở giữa đường lại có các loại chim ca vỗ cánh, hót vang, dây vàng dang dài đang chéo nhau, có lưới bảy báu và dùng lưới vàng phủ kín trên đường. Khi Dạ Xoa Đại Sơn đang nghiêm khắp mặt đường rồi, liền tự hóa thân và chúng hội ấy, thân vui, tâm vui, ý vui, thanh tịnh, phát tâm hoan hỷ, thiện tâm thuần nhất, tâm vui nhuyễn, tâm thanh tịnh, tâm không chướng ngại, tâm vui thích, tâm hướng về Phật, tâm hướng về Pháp, tâm hướng về Tăng, tâm bồ đề không lay động, tâm không sợ hãi, tâm vô đặng đẳng, tâm tối thắng tất cả ba cõi, tâm thương xót tất cả chúng sinh,
tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thành tựu đại pháp khí của chư Phật, tâm chân thật, tâm kiên cố, tâm không phá hoại, tâm tăng trưởng tối thắng, tâm xả bỏ địa vị thanh văn duyên giác, tâm phát khởi thành tựu địa vị Bồ Tát. Dạ xoa đại sơn cùng các dạ xoa phát các tâm thanh tịnh như vậy đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật nhiều quanh phải ba vòng, rồi đứng qua một bên chắp tay hướng lên Phật nói kệ rằng: Này con cúng dường lên Đức Phật các món cúng dường thật tối thượng, con nguyện sẽ được quả Phật thánh, tuyên nói pháp vi diệu tối thắng, con nguyện sẽ viên mãn mười lực, hoan hỷ khéo trụ bốn vô ý, lợi ích khắp tất khắp cả các chúng sinh như Phật Thế Tôn đã từng làm. Đủ 32 tướng thù thắng, 80 vẻ đẹp các trang nghiêm, sẽ làm ánh sáng cho thế gian, như Phật Thế Tôn chiếu khắp cả, và chuyển diệu pháp luân thanh tịnh, 12 hành tướng rất tối thắng, tuyên nói môn, chánh pháp cam lộ, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Hiện các pháp thần thông biến hóa, như Phật Thế Tôn hiện cũng thế, khéo làm lợi ích các quần sinh, cho đến vô số câu chi chúng. Thế Tôn xuất hiện như ánh sáng, như đại long vương không sợ gì, như vậy chánh đạo tuyên dương khắp, khai thị giác ngộ càng vô thượng. Là nhà cũng là chỗ quy hướng, là chỗ nhiếp hóa các chúng sinh, con nguyện sẽ được như thế ấy. Lợi ích chúng sinh đều viên mãn, chúng sinh rơi vào nơi năm nẻo, con nguyện làm chủ các chỗ ấy, khiến cho giải thoát các nhân khổ, như Phật Thế Tôn đã giải thoát. Con xin cúng dường đấng lưỡng túc, oai đức vô biên ánh sáng ngời, thiên chủ rồng và A-tu-la, cúng khắp thế gian không ai bằng. Con làm các sự nghiệp tối thượng, con nguyện sẽ như đại pháp chủ, được 32 tướng thù thắng, là bậc tối thượng trong trời người. Khi ấy Đức Thế Tôn vị Dạ Xoa Đại Sơn nói kệ: Như Phật Thế Tôn đã chỉ dạy, tu hành nhân chánh pháp vô thượng, chúng sinh sẽ được môn thắng pháp, bồ đề vô thượng rất dễ được. Thánh Chúa là ánh sáng thế gian, cúng dường rồi Phật phóng ánh sáng trong các trời rồng thần nhân chúng. Thế Tôn thọ nhận cúng dường ấy, chứng thành vô thượng đại bồ đề, ngồi cội bồ đề chúng tập hội, nhiếp phục các ma quân đại ác, đồng vì chúng sinh nói chánh pháp. Lúc đó Đức Thế Tôn được vô số trăm ngàn trời rồng, Dạ Xoa, Càn Thất Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-la-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi-nhân, và vô số trăm ngàn cô chi, Na-do-tha, các loại chúng sinh khác, cùng kính vây quanh. Trong số chúng ấy, Đức Thế Tôn đủ đại oai đức, có đại thần lực, khởi đại biến hóa, thi tác quảng đại, phóng đại oai quang, các cõi chấn động, mưa hoa sen lớn, trỗi trăm ngàn thứ âm nhạc thù thắng vi diệu, có hoa sen lớn như bánh xe nở. Thì bước chân Phật đi, từ trên con đường đã được Dạ Xoa Đại Sơn trang nghiêm đó, Đức Thế Tôn đi đến núi Thứ Phong, đến rồi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: A Nan hãy thiết tòa vi diệu thù thắng cho Thế Tôn, pháp tòa tối thượng, tòa tối thắng trong ba cõi và tòa báu vi diệu. Như Lai sẽ lên tòa ấy, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, xương dương chánh pháp thầm thâm của Bồ Tát, thành tựu tất cả hạnh của Bồ Tát, khởi trừ tất cả mọi nghi hoặc của tất cả chúng sinh, khai sáng chánh tuệ, các đức lưới nghi. Như Lai nói kinh điển thầm thâm này là vì thương xót, lợi ích an lạc cho hàng trời người và tất cả chúng sinh trong thế gian. Nhận lời Phật dạy, Tôn giả A Nan liền thiết tòa thù thắng cho Đức Thế Tôn. Đồng thời cũng có 68 câu chi thiên chúng đều thiết tòa báu dân cúng Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn lên tòa ấy rồi, cùng ở trước Phật đồng thanh nói kệ rằng: Hôm nay chúng con thiết tòa cao và y phục đẹp hiến cúng Phật, xin Phật thương xót hàng trời người. Theo như sở ứng lên tòa ấy, nếu Phật Thế Tôn lên tòa rồi, tuyên nói chánh pháp đến bờ giác, sáu thứ chấn động ở thế gian, tất cả đều rất xin hoan hỷ, ánh sáng của Phật chiếu đại chúng, chiếu sáng cõi Phật và núi Chúa, tất cả thấy Phật Đại Thánh Tôn, phát sinh tâm muốn pháp thanh tịnh. Có các trời rồng và nhân chúng, tán bộ tất cả các phẩm loại, tất cả đều được thấy thân ấy, trong đó không có gì chướng ngại, cho đến câu Chi Na Do Đa. Trong ngàn trời người các đại chúng,
để được thấy Phật Đại Thánh Tôn. Tuyên nói diệu pháp cứu khó được. Lúc đó vua Tần Bà Sa La cùng các quần thần và quyến thuộc trong khoảng sát na đến hội Phật, thân cận Thánh Tôn vì nghe pháp. Phật biết chúng ngồi đã ổn định, Ngài quán sát khắp cả bốn phương, tất cả chúng hội và trời người, làm lợi ích tất cả chúng sinh. Thế Tôn bảo khắp các đại chúng, ai nghi nên hỏi đấng lưỡng túc. Tùy câu hỏi đó ta trả lời, khiến cho tất cả đoạn nghi hoặc. Lúc đó tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, trời, người, thế gian và các chúng hội đều chiêm ngưỡng cung kính Đức Thế Tôn, khởi tâm thanh tịnh, dứt các ngoại chuyên, chuyên chú lắng nghe Đức Như Lai tuyên nói chánh pháp thầm thâm. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Đại Đức khoan ngồi vào tòa, mà hãy nên quan sát các chúng bí xô, có ai chưa, có ai còn chưa đến hội này. Hãy đến chỗ của Đại Ca Diếp ở phía nam núi Tuyết, và mời Ca Diếp về hội. Vâng lời Đức Phật dạy, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền vận thần thông đến chỗ Ca Diếp ở phía nam núi Tuyết, đến rồi thưa: Tôn giả nên biết Đức Thế Tôn hiện nay đang ở núi Thứ Phong, cùng với Sa Môn, Bà La Môn, trời, người, đại chúng tập hội nói pháp. Đức Thế Tôn sai tôi đến mời Tôn giả, và nay Tôn giả hãy phân lệnh Như Lai mà mau đến hội Phật. Nếu Tôn giả không vâng lệnh thì là mắc tội ẩn pháp. Tôn giả Đại Ca Diếp nói với Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Tôn giả hãy về trước đi, tôi sẽ đến chỗ Đức Phật. Lúc đó Tôn giả Đại Ca Diếp ở ngay nơi tòa, từ vận thần thông biến hóa, bốn chúng vây quanh trong khoảng sát na liền đến chỗ Đức Phật trong núi Thứ Phong. Đến rồi đảnh lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi sang một bên cách Thế Tôn không xa. Khi Tôn giả Đại Mục Kiền Liên dùng thần lực quay trở về chỗ Phật, thì đã thấy Tôn giả Ca Diếp có mặt ngồi một bên trong hội Phật, thấy rồi thưa: Thưa Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả đầy đủ thần lực nên đã đến hội Phật trước, làm thế nào mà đi nhanh thế? Tôn giả Đại Ca Diếp bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Như Đức Thế Tôn đã nói, Tôn giả là thần thông đệ nhất, sao hôm nay lại về chậm thế? Số 316 Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 6, Phẩm 3 Bồ Tát Quán Sát Phần 1. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, con có những điều nghi muốn thỉnh hỏi. Cúi xin Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, thương con mà tuyên nói, nếu Thế Tôn cho phép thì con mới dám thưa hỏi. Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Tử, tùy ý ngươi hỏi. Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác tùy theo lời ngươi hỏi mà giải đáp, và cũng để cho mọi người được sáng tỏ, dứt tâm, nghi ngờ. Tôn giả Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp, thì thân nghiệp không có các lỗi lầm, ngữ nghiệp không có các lỗi lầm, ý nghiệp không có các lỗi lầm, thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp không động, ngữ nghiệp không động, ý nghiệp không động, thiên ma ngoại đạo không thể chế ngự. Rồi sau phát tâm nhất thiết trí, lần lượt thành tựu các địa vị thiện, có khả năng làm chỗ quy hướng cho tất cả chúng sinh, làm ánh sáng cho chúng sinh, làm sông lớn cho chúng sinh, làm chiếc cầu chắc chắn cho chúng sinh, làm thuyền bè đưa tất cả chúng sinh đến bờ giác, làm nhà cửa, làm nơi cứu hộ, làm chỗ thú hướng cho tất cả chúng sinh, đối với nhất thiết trí không có động chuyển. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Tử vì muốn xưng dương nghĩa trên, nên dùng kệ thỉnh vấn Phật: Vì nghĩa gì các vị dũng trí hay an trụ vào đại bồ đề, tuyên dương công đức pháp vi diệu, chứng thành quả vô thượng bồ đề, các bậc dũng trí làm những gì, lợi ích tất cả các quần sinh, là còn quán sát pháp môn nào mà hay thành Phật đạo vô thượng, là dùng pháp gì hàng chúng ma, ngồi yên bồ đề đại đạo tràng, chấn động cả câu chi cõi nước, viên chứng quả bồ đề thù thắng. Vì nghĩa gì gọi là bồ tát, nếu câu như vậy gọi thế nào? Điều này xin nói môn bồ đề, tất cả pháp Phật đều tối thượng, đối các thế gian làm những gì mà có thể lợi ích chúng sinh, lấy các nhiệm trước như hoa sen, giải thoát vô số các chúng sinh, làm sao thọ nhận cúng dường ấy, các hàng trời rồng và người trí,
cho đến tất cả nhân phi nhân. Nay hỏi nghĩa này xin tuyên nói. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, nay ông nên biết, nếu Bồ Tát có thể thành tựu một pháp, dù ở một chỗ hay nhiều chỗ, cũng có thể nhiếp thọ vô lượng pháp Phật. Pháp ấy là gì? Là phát khởi tâm đại Bồ Đề sâu xa, kiên cố, đó là Bồ Tát thành tựu một pháp, dù ở một chỗ hay nhiều chỗ cũng đều nhiếp thọ vô lượng pháp Phật. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là kiên cố, thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Phật bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, kiên cố sâu xa là chân thật không thể phá hoại, chắc chắn không lay động. Không lay động tức là không thoái lui hay khuất phục. Không thoái lui hay khuất phục tức là khéo an trụ. Khéo an trụ tức là không thoái chuyển. Không thoái chuyển tức là khéo quan sát chúng sinh. Khéo quan sát chúng sinh tức là căn bản của đại bi. Căn bản đại bi chính là tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn là khéo biết pháp thức thành thục chúng sinh. Khéo biết pháp thức thành thục chúng sinh tức là tự tại phi diệu an lạc. Tự tại với diệu an lạc là không có chủng loại, không có chủng loại nên không có luyến ái đắm trước. Không luyến ái đắm trước cho nên có khả năng nhiếp thọ chúng sinh. Nhiếp thọ chúng sinh tức là hay quan sát chúng sinh yếu kém. Khi quan sát chúng sinh yếu kém tức là hay cứu hộ, làm chỗ quy hướng, không khởi tâm sân nhuế. Không khởi tâm sân nhuế tức là khéo quan sát. Khéo quan sát tức là không sợ đắc. Không sợ đắc cho nên thiện ý vui. Thiện ý vui cho nên không sở hữu, không sở hữu cho nên thiện thanh tịnh, thiện thanh tịnh cho nên tự trong sạch thanh khiết, tự trong sạch thanh khiết cho nên bên trong không có bẩn, bên trong không có bẩn nên bên ngoài thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, các pháp này là chân thật không thể phá hoại, cho đến bên trong không có bẩn, bên ngoài thanh tịnh, các pháp này gọi là kiên cố sâu xa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tâm Bồ Đề là tâm không có các lỗi lầm, tất cả phiền não không thể đeo bám. Tâm ấy không thích các thừa khác. Tâm ấy không bị các ngôn ngữ tà thuyết của ngoại đạo làm hoại loạn. Tâm ấy không thể phá, tất cả ma chúng không thể làm lay động. Tâm ấy quyết định, nuôi lớn tất cả bản hạnh thiện căn. Tâm ấy không động, hâm mộ pháp Phật. Tâm ấy khéo trụ, bước lên địa vị Bồ Tát. Tâm ấy vô thượng, không có đối trị. Tâm ấy như kim cang, khéo lựa chọn tất cả pháp Phật. Tâm ấy bình đẳng, không có cao thấp. Tâm ấy đối với tất cả chúng sinh ý vui thanh tịnh, tự tánh không nhiễm. Tâm ấy không có bẩn, tuệ quang chiếu sáng. Tâm ấy rộng lớn, dung thọ hết tất cả chúng sinh. Tâm ấy không nhiễm như hư không. Tâm ấy không chướng ngại, quán vô ngại trí. Tâm ấy đối với tất cả chỗ tùy sự tích ứng mà hiểu biết, đại bi không bao giờ cùng tận. Tâm ấy hiện chứng, khen ngợi thanh tịnh, tâm ấy thành tựu chủng tử nhất thiết trí, viên mãn tất cả pháp Phật. Tâm ấy an trụ ban bố, mọi niềm vui, thệ nguyện tối thắng. Tâm ấy đầy đủ tịnh giới, không có khiếm khuyết sai phạm. Tâm ấy tu trì, nhẫn nhục, lìa mọi sân nhuế. Tâm ấy tinh tấn, không có biến nhát. Tâm ấy thiền định, cận tịch vắng lặng. Tâm ấy không hại, đầy đủ tuệ hạnh. Lại nữa, tâm ấy là căn bản chân thật thành tựu giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai. Tâm ấy là căn bản chân thật, viên mãn mười lực bốn vô sở ý, 18 pháp bất cộng của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, thành tựu tâm Bồ Đề gọi là tâm Bồ Đề. Nhân vì tác đoả cầu tâm Bồ Đề kiên cố đầy đủ nên gọi là Bồ Đề tác đoả. Đó cũng gọi là chúng sinh quảng đại, chúng sinh tối thượng, chúng sinh tối thắng trong ba cõi. Đây là thân nghiệp không có lỗi lầm, ngữ nghiệp không có lỗi lầm, ý nghiệp không có lỗi lầm. Thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp không động, ngữ nghiệp không động, ý nghiệp không động. Không bị tất cả thiên ma ngoại đạo làm động chuyển, phát tâm nhất thiết trí sâu xa, lần lượt chứng đắc địa vị các thiện, tất cả thế pháp không thể nhiễm ô, có khả năng điều phục tất cả chúng sinh, đều điều phục tất cả. Làm chỗ quy hướng, làm ánh sáng lớn, làm con sông lớn, bắt chiếc cầu lớn, làm chiếc thuyền lớn đưa tất cả chúng sinh lên bờ giác. Làm nhà cửa, làm trung tâm cứu hộ và chỗ thu hướng, phát tâm nhất thiết trí sâu xa,
không bị trời, ma, ngoại đạo làm lay động. Đây là Bồ Tát đối với tâm chánh đẳng giác. Chánh giác tịnh tính kiên cố, thanh tịnh vô cùng, thích diện kiến các bậc thánh, ưa nghe pháp sâu xa, tâm không sang lận, bố thí rộng rãi, luôn muốn xuất ly, tâm không chướng ngại, đối với tất cả chúng sinh không có tâm tạp loạn, không có tâm thoái lui, không có tâm lưu tán, không có nghiệp báo, niềm tin thanh tịnh, không có nghi ngờ, mà việc làm đều xa lìa nghi hoặc, đối với pháp thiện ác, không hoại quả báo. Biết được các pháp như thế rồi, đối với thân mạng, Bồ Tát không tạo tội nghiệp, xa lìa sát sinh, trộm cắp, tà nhiễm, nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, nói ác, tham, sân, tà kiến, sẵn sàng cắt đứt 10 nghiệp bất thiện ấy. Trái với 10 điều bất thiện, đó là 10 nghiệp thiện, Bồ Tát luôn trau dồi, tu tập, tịnh tính, đế lý. Đối với Sa Môn, Bà La Môn, Bồ Tát luôn tu đạo, luôn tu chánh đạo, đầy đủ giới hành thanh tịnh, học hỏi, lãnh thọ tất cả thiện pháp. Một khi Bồ Tát đã nghe pháp rồi, phải siêng năng thực hành, để ý chắc chắn, khéo léo điều phục biến, tịch, cận tịch, lìa mọi tranh cãi, luôn nói lời thiên yêu, tâm ý điều thuần thiện. Không một ý nghĩ nào là không thiện, siêng năng hành trì thiện pháp, lìa các pháp bất thiện, không cao không thấp, cũng không khinh động. Lìa mọi khen chê, an trụ chánh niệm, tâm luôn chánh định, cắt đứt sự trói buộc của ba cõi, nhổ sạch tên độc, trút mọi gánh nặng, thích sống vắng lặng, vượt mọi nghi hối, không thọ thân sâu, thường ở chỗ chư Phật Thế Tôn, Đại Bồ Tát Sa Môn, Bà La Môn, để thân cận cung kính, tuy thuận phụng sự không có sai trái, luôn luôn gần thiện tri thức, giúp thọ chánh pháp, tuyên nói chánh pháp, chỉ dạy cho mọi người được lợi ích an vui. Bồ Tát nên dạy, bố thí thì được giàu có, trì giới thì được sinh thiên, đa văn thì được đại tuệ, tu tập tương ứng, nên dạy họ như vậy. Bố thí thì được quả bố thí, keo kiệt chịu quả keo kiệt, trì giới được quả trì giới, phạm giới mắc quả phạm giới, tinh tấn được quả tinh tấn, biến nhát chịu quả biến nhát, thiền định được quả thiền định, tán loạn chịu quả tán loạn, trí tuệ được quả trí tuệ, ngu si chịu quả ngu si, thân làm thiện được quả thân làm thiện, thân làm ác chịu quả thân làm ác. Miệng nói thiện được quả miệng nói thiện, miệng nói ác chịu quả miệng nói ác. Ý nghĩ thiện được quả ý nghĩ thiện, ý nghĩ ác chịu quả ý nghĩ ác. Đây là thiện, đây là bất thiện. Việc này nên làm, việc này không nên làm. Nếu làm việc này thì lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong nhiều kiếp. Làm việc này không lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong nhiều kiếp. Các pháp như thế, ở chỗ thiện tri thức, Bồ Tát tuyên nói chánh pháp, chỉ dạy cho mọi người được lợi ích an vui. Bồ Tát cũng phải biết rằng, người này là đại pháp khí thì nên tuyên nói pháp môn thậm thâm như không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, không tạo tác, không sinh, không khởi, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, và nói pháp duyên sinh thầm thâm, như nói, vì có hữu cho nên có sinh, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não, đó chính là một đại khổ uẩn tập, vì không có hữu cho nên không có sinh. Không sinh tức là diệt, đó là vô minh diệt thì hành diệt thì tức diệt thì danh sắc diệt thì lục xứ diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt. Như vậy thì một đại khổ uẩn diệt, nhưng trong đó không có một pháp nhỏ nào hoặc sinh hoặc diệt thật có thể được. Vì sao? Vì tất cả pháp là duyên sinh, không có chủ tể, không có tác giả, không có thọ giả, từ nhân duyên chuyển, thế nên trong đó không có pháp có thể chuyển, cũng không phải không chuyển, cũng không phải tùy chuyển, sinh ra và hiện hữu trong ba cõi, nhưng lại không thật, do từ phiền chuyển, từ phiền não chuyển cho nên mới có hiện hữu, tất cả có chúng, tất cả có sinh ra, nhưng đều không thật.
Nếu quan sát kỹ như thật thì không có một pháp nhỏ nào là tác giả. Nếu không có tác giả thì không có cái làm ra, trong thắng nghĩa đế hoàn toàn không sở đắc. Nói như vậy thì không có pháp nào có thể chuyển, cũng không phải không chuyển. Đại Bồ Tát với các pháp thầm thâm như vậy, nghe rồi tuân hiểu không sinh nghi hối. Thâm nhập tất cả pháp trí vô, môn vô ngại. Thế nên không đắm trước vào sắc thọ tưởng hành thức, không đắm trước nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, không đắm trước vào nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới cho đến ý pháp, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Và tin hiểu như vậy, tự tánh của tất cả pháp đều không. Này Xá Lợi Tử, nếu Bồ Tát trụ như vậy thì lòng tin hiểu không bị giảm mất, thường thấy chư Phật cũng không giảm mất, thường nghe chánh pháp lại cũng không giảm mất, luôn luôn thừa sự chúng. Đời đời sinh ra đều được thấy Phật, luôn luôn nghe pháp, luôn luôn thừa sự chúng thanh tịnh. Hiện tại được Phật xuất thế, dù sinh ra nơi nào cũng phát đại tâm tinh tấn, không làm các việc không có nghĩa lợi. Các việc vô nghĩa như nhà cửa, chỗ ở, vợ con, quyến thuộc của cải châu báu và các thứ thọ dụng khác như nô tỳ, tất cả dục lạc, chơi bời, chấp trước vào lỗi lầm đều là việc vô nghĩa và nên tránh xa. Đối với chánh pháp của Phật Như Lai, phải phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, với tâm xuất gia thanh tịnh ấy nên được gần gũi thiện tri thức, không bao giờ bị hoại. Suy nghĩ thiện pháp làm cho ý vui, ưa nghe thiện pháp tu hành chân thật, không chấp trước vào văn tự, thành tựu tuệ thù thắng. Thâm tâm đầy đủ, ham thích chánh pháp, không biết nhàm chán, siêng năng cần cầu đa văn, như pháp đã được nghe. Rồi đem tuyên nói rộng rãi cho mọi người, tuy nói thế, nhưng tâm không đắm trước, cũng không vì sự mong cầu, danh văn, lợi dưỡng. Bồ Tát nói pháp cho người khác nghe, trái với tự ngữ. Nói pháp cho người khác như những gì mình đã nghe, những gì mình hiểu, mỗi mỗi đều tùy theo sự thích ứng mà nói pháp, như pháp đã nghe. Bồ Tát phát khởi tâm đại từ, đại bi, không bỏ rơi tất cả chúng sinh, vì sự nghiệp đa văn nên không tiếc thân mạng, thiểu dục tri túc, ưa chỗ vắng lặng, tránh xa những chỗ ồn ào và biết cách nuôi dưỡng chính mình. Bồ Tát nghe pháp luôn quán sát nghĩa của nó, nắm bắt chánh nghĩa, không đắm trước vào văn tự, tùy chỗ mà nhiếp thọ. Ở trong tất cả chúng thế gian, trời, người, A-tu-la, không riêng cầu việc tự lợi cho bản thân, mà phải siêng cầu đại thừa, vô thượng và làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Đó chính là Phật trí, vô đẳng đẳng trí, trí tối thắng trong ba cõi Bồ Tát, làm vì mọi người nhưng có tâm buông lung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh quyển 6 hết. Quyển đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.